nó này rơi về chỉ cần thay chậu thôi, làm sạch đất chân là đẹp. Đất này thì còn chất gì thế đâu, bây giờ chỉ giải một lượt đất Nhật là sạch luôn, đẹp. Này là bị cớm. Dạ, mới nuôi gì? Cổ là không phải nuôi nhiều. Hello cả nhà, chào chợ Vạn Phúc Hà Đông, xem cây của Trung Dâu đi. Hòn đá đẹp nhất từ trước giờ. Cái gì? Hôm trước em lên hỏi là nó đang trồng để nó nhân giống ra cho cây nhỏ. Nó không bằng cái to. Hòn đá tên Kiều Hồng. Kiều Hồng. Sông gốc rồi. Vỡ mất chậu này. Mịn sạch. Vướng quá không vào được, xem hòn đá. Hòn đá quá đẹp. Rồi đây xem sang nghệ nhân học nghề. Đẹp quá nhỉ. Thì bao tiền đấy bác cả? Cái này 17 triệu. 17 triệu. Con đá đẹp nhỉ. Đẹp. Sinh cổ đấy. Xong rồi. Biểu diễn tiếp đi. Liền lạc hết đấy. Đó. 17 triệu sạch sẽ. Đẹp quá. Con đá này, cái loại đá này hay nhỉ? Loại đá là... cái loại đá này không biết kiếm ở đâu nhỉ, người ta cứ hay làm xanh. Mua được cái đá sần sần, không được cái đá trơn này. Không thấy cái đá trơn này bán mấy. Đẹp. 17 triệu. Đấy. Ô, hôm nay lại có một cái củ bình vôi tiếp này. Cũng lại ngập đá luôn này. Đây này, cái gầm của nó ngày xưa là đè lên đá này, nó bẹt cái này. Hay nhỉ. Bình vôi. Cái dưới đẹp thế mà mãi không ai mua nhỉ, lạ nhỉ. Cái dưới rất đẹp đấy. Nó lành, nó thụ này mà. Đây này, bên này này. Cứ bây giờ cứ cắt lốn vốn là cũng đẹp rồi. Rất nu, hơn 3 triệu bạc. Nếu như vậy thì phải chơi kiểu này thì cái thân của nó không thuận lắm nhỉ. Xử lý cái này được. Sơi đi anh. Cổ đấy. Cổ. Cổ có cả răm luôn rồi đấy. Xì này. Này rơi về chỉ cần thay chậu thôi, làm sạch đất chân là đẹp. Đất này thì còn chất gì thế. Bây giờ chỉ giải một lượt đất Nhật là sạch luôn, đẹp. Này là bị cớm. Dạ, mới nuôi gì? Cổ là không phải nuôi nhiều. Cổ bây giờ nó cắt nọc là mới giải, sau mà nó mới nó
Đây cũng một ông cổ nữa này, bệ vó ngày xưa này. Hồ này thì chắc chắn là già rồi. Con suối này cũng cũng dị, con suối này thì khai thác rồi, nhưng cũng cũng đã có một chút tay dăm mà. Thôi chả hỏi giá nữa, ngồi xa quá. Kinh chưa này, nhìn là nó như cái phiến đá, như cái thác, như cái dòng nước nó chảy đây là có vệt này. Cái này nó là rễ này nhưng mà nó lại nảy mầm này, xong rồi vắt lên đây, xong nó lại chạy lên ngọn, chả biết được nào một lần. Có lẽ là nó như này này, ngày xưa là cả cái phần này này là ở dưới đất sâu này. Đấy, dưới đất sâu là cả phần này. Đấy, xong cái này nó chạy xuống, nó lại ra rễ, nó lại thành rễ, từ thân lại thành rễ, từ rễ lại thành thân. Cái dưới nó có cái hay ở chỗ đấy cả bác. Đẹp đấy. Xì đây. Có ông Hưởng này. Cây túc 12 triệu. Ta nhiều người có vẻ thích cây si cổ kia của Nghệ Hương đó. Đây bây giờ xem lại con đá này này. Hay luôn. Trước anh toàn siêu tầm đá. Tác phẩm này là bao tiền đấy anh nhỉ? 3,5 triệu. 3,5 triệu, vừa nãy vướng khách quá không hỏi được. Con đá hay nhỉ? Đá đẹp. Nhẵn nhỉ. Quay cả về đằng sau rồi. Ừ. Nhà đá. Đó, cái đá này đá lúc 5 tháng ấy. 5 năm rồi đấy. Đây chạy nó này, áo trước chơi bảo vệ chụp tranh đấy. Kho mà cái tiền này múc đi. Ôi, múc tất, múc hết. Đây nhìn rõ cây luôn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Ok cả nhà. Như vậy là cũng được một lượt rồi đấy. Cũng tương đối rồi. Làm lại một vòng chợ cả bác nhé. Đấy, hôm nay nó hơi vắng một xíu vì là có một số anh em đi lên Phúc Thọ. Vậy có cái triển lãm ở đấy thì nó có cái khu thương mại, anh em có vẻ nó sẽ kiếm dễ hơn. Chỉ có lúc nào con chờ hàng bình dân này là đông khách. Bác này, mấy trăm nghìn là được một cái cây. Rẻ đấy, rất rẻ. Còn chưa mặc cả. Còn mặc cả thêm. Ok, cảm ơn cả nhà đã theo dõi nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Kết thúc phiên chợ hôm nay.